Sáng nay, đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các đại diện lãnh đạo các cục, vụ trong Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc tại quận Sơn Trà và kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2021-2023 tại phường Nại Hiên Đông, kết hợp với thực hiện công tác an sinh xã hội, tặng quà cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Trong 3 năm triển khai thực hiện đề án, tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023, quận Sơn Trà đã biên soạn đề cương bài giảng hơn 20 giáo án, cấp phát hơn 10.000 tờ rơi, 3.000 đầu sách pháp luật, 120 đĩa DVD để tuyên truyền cho công chức viên chức, cán bộ, chiến sĩ và ngư dân trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trung ương và thành phố, đăng phát gần 400 tin bài, đồng thời chia sẻ hàng ngàn lượt tin bài trên mạng xã hội. Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho ngư dân, các lực lượng chức năng đã nắm chắc tình hình người nước ngoài đến khu vực biên giới biển, xử lý 5 vụ trên 6 đối tượng người nước ngoài vi phạm pháp luật. Trong thời gian đến, quận Sơn Trà tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, phát huy tác dụng của hệ thống loa truyền thanh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào mạng xã hội để phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam. Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tặng 20 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nại Hiên Đông.